Có con đầu lòng đúng lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hành trình sinh nở của võ Hạ Trâm được nhiều khán giả quan tâm. Bé gái nặng 2,3kg chào đời vào ngày 12 tháng 7 được đặt tên là Chowhari Vaishali Tây Phương, tên thân mật là Moon. Cô bé có nhiều nét giống bố người Ấn Độ. Mặc dù ông xã luôn kề cận nhưng nữ ca sĩ không khỏi hồi hộp lo lắng khi sinh con mùa dịch và là sinh mổ. Trong quá trình sinh nở, võ Hạ Trâm đã thực hiện những thước phim ghi lại hành trình từ lúc chuẩn bị đi sinh cho đến khi đến bệnh viện, qua các khâu khai báo y tế, xét nghiệm sàng lọc trước khi làm buồng. Sau khi video Ngày Trâm đi đẻ được võ Hạ Trâm đăng tải trên YouTube cách đây ít ngày, đã bất ngờ vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam với gần 1 triệu lượt xem, nữ ca sĩ quyết định thực hiện một MV kể về hành trình sinh con của mình và lồng ghép với các đoạn phim đã được quay hình từ trước khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách toàn xã hội. Giọng ca chợt như giấc mơ tiết lộ để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, cô đã đề nghị ekip đạo diễn Tùng Phan hạn chế số lượng người tại trường quay ít nhất có thể trong quá trình thực hiện. Hình ảnh đáng yêu của bé Moon cũng đã được xuất hiện trong MV. Nữ ca sĩ gọi vui đây là nữ diễn viên chính bất đắc dĩ trong MV của mình. Ca khúc đưa vào MV mang tên Nói Với Con được nữ ca sĩ âm thầm nhờ bạn của mình là nhạc sĩ Nguyễn Nguyên Quỳnh sáng tác ngay sau khi biết tin mình mang thai. Võ Hạ Trâm cho biết đây là món quà cô muốn dành tặng công chúa nhỏ của mình.